Chuyện thần tiên là do người lớn viết ra, nhưng thường thì họ quên khuấy đi rằng họ viết ra chuyện thần tiên để trẻ con sống trong thế giới đó, cho đến chừng nào trẻ con cũng trở thành người lớn như họ. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã nói như vậy trong cuốn sách Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ. Thế mà khi trẻ con đi săn tìm kho báu như Jack leo lên cây đậu thần và khám phá ra một thế giới ma thuật kỳ diệu, hay Aladdin được thần đèn giúp sức và gả công chúa, thì kết cục với bọn trẻ là chúng bị ăn mắng. Nghịch lý có lẽ đã bắt đầu ngay từ phút giây những đứa trẻ còn non nớt ngây thơ được đưa đến thế giới này do sự lựa chọn của cha mẹ chúng. Hoặc chúng thay đổi thế giới, hoặc thế giới thay đổi chúng. Hành trình đó rất dài, nhưng tạm bỏ qua nó. Hãy bắt đầu từ những năm tháng đầu đời, hay người ta thường gọi là tuổi thơ, quãng thời gian người lớn từng là trẻ con, là tuổi của trẻ thơ. Trong văn học Việt Nam, nếu Nguyễn Đăng Khoa là nhà thơ của trẻ em, thì Nguyễn Nhật Ánh chính là nhà văn của thiếu nhi, với hầu hết các tác phẩm của ông đều là món quà văn chương đáng yêu và sâu sắc dành tặng cho trẻ con. Trong cuốn tiểu thuyết làm nên tên tuổi của mình, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, ông đã tạo dựng một thế giới đầy màu sắc và hồn nhiên thông qua các nhân vật như Cu Mùi, Hải Cò, Tí Sún và Tủn. Khi đọc cuốn sách, người đọc sẽ đắm chìm vào những trò nghịch ngợm, những suy tư đáng yêu và những ước mơ thay đổi thế giới của những đứa trẻ. Cuốn sách không chỉ được viết cho trẻ con mà còn dành cho những người lớn từng trải qua tuổi thơ. Thông qua lời tự sự bằng ngôi thứ nhất, cuốn sách khiến cho người đọc như được trở lại ngày thơ bé, trở về những lần nghịch dại, những ý nghĩ tưởng chừng như điên rồ của chính mình. Một thông điệp xuyên suốt và sáng nhất được thể hiện xuyên suốt cuốn sách, đó là hãy để trẻ con được phát triển theo cách tự nhiên, không bị áp đặt hay giới hạn bởi những quy chuẩn xã hội. Đối với những người lớn như cha mẹ, thầy cô, chú bác láng giềng, những trò như đặt tên cho đồ vật, không ngủ trưa hay trò vợ chồng đều là những trò trẻ con ngớ ngẩn. Ơ mà, chúng là trẻ con mà, phải chơi trò trẻ con là đúng rồi. Tại sao người lớn lại đánh giá chúng khi chúng làm những điều thuộc lứa tuổi của chính mình nhỉ? Các cụ đã dặn, dạy con từ thuở còn non, là khuyên các bậc phụ huynh dạy con phải biết phải trái, đúng sai, không vi phạm đạo đức, không vi phạm pháp luật, nhưng cũng cần để không gian cho con trẻ được phát triển trí tưởng tượng, tư duy, học cách đặt câu hỏi tại sao cho những thắc mắc và tự khám phá ra câu trả lời. Mãi về sau này, tôi mới khám phá ra còn có cách nhìn khác về sự lặp đi lặp lại. Người ta gọi nó là sự ổn định. Một công việc có thể sắp đặt trước, một sự nghiệp có thể tính toán trước là niềm ao ước của rất nhiều người, nhiều quốc gia. Trẻ con ghét ngủ trưa vì việc đó lặp đi lặp lại thật đơn điệu. Còn với người lớn, ngủ trưa giúp cho mình tỉnh táo để có năng lượng làm việc, phát triển sự nghiệp. Nếu bạn giải thích như vậy với con, rất có khả năng cao con sẽ thắc mắc thế này. Tại sao con phải ngủ trưa khi mà trẻ con không phải làm việc? Thông tin đầu vào của người lớn đã trải qua hàng trăm hàng nghìn sự kiện. Nhưng trẻ con thì khác, chúng là tờ giấy trắng tinh khôi đang chờ lấp đầy những dòng kẻ con chữ. Nếu người lớn phủ kín trang giấy với những thông tin ít ỏi họ từng tiếp nhận trong đời, thì trẻ con biết viết vào đâu nữa? Sự sáng tạo, cái mới là tiền đề phát triển thế giới. Cách làm của người lớn đã vô hình triệt tiêu sự sáng tạo trong con trẻ. Không chỉ thế, cố đưa trẻ con vào một khuôn mẫu nhất định còn ảnh hưởng tới cảm xúc tự nhiên của chúng. Mỗi ngày làm bài tập, ngủ trưa, ăn cơm, tắm rửa khiến chúng ngột ngạt, muốn được phá vỡ quy trình này theo cách càng rối loạn càng tốt. Chắc vì những cái khuôn cứng nhắc nên trẻ con mới nghĩ ra những ý tưởng táo bạo, khác người mà thường là khác người lớn để làm cho vui chính mình. Chúng tôi muốn thay đổi một cách gọi mới, thậm chí nếu được thì đặt tên lại cho cả thế giới, chỉ với một mục đích hết sức tốt đẹp là làm cho thế giới mới mẻ, tinh khôi như được sinh ra thêm lần nữa. Chúng tôi đâu có cách nào khác khi chúng tôi còn quá trẻ, trong khi thế giới thì lại quá già. Vì vậy mà bọn nhóc chúng tôi rất cần một thế giới non trẻ và giàu có của riêng mình. Nếu bạn đi lạc vào cuộc hội thoại của lũ trẻ, bạn sẽ chẳng hiểu mô tê ra sao khi chúng cứ gọi đi ngủ là đi chợ, cái cặp là cái giếng, hay con chó là cái bàn ủi, thậm chí gọi mình là thầy hiệu trưởng. Các từ ngữ sinh ra trước khi trẻ con được sinh ra nên chúng phải gọi các sự vật theo cách mọi người đã gọi sao. Có thể tốt, có thể xấu, nhưng ít ra việc đặt lại tên là công việc sáng tạo đầu tiên trẻ con làm. Chúng cảm nhận được cảm giác thành tựu, cảm giác tạo ra một cái mới. Đó là viên gạch hoàn hảo nhất để đặt nền móng cho sự phát triển của các em sau này. Nếu so sánh ra,
Người lớn cũng làm những hành động giống như trẻ con nhưng với một mục đích bớt tốt đẹp đi. Người lớn cũng đặt lại tên hay gọi khác đi cho những hành động của họ. Trong ngôn ngữ đại chúng hơn thì chính là đánh tráo khái niệm nhằm đẩy những điều đang sáng tỏ rành rành vào chỗ mù mờ nhập nhằng, làm giảm đi tính xấu trong hành động của họ. Thực dân Pháp từng đến Việt Nam để khai hóa văn minh, nhưng thực chất là bóc lột, xâm lược nước ta. Hay đơn cử như trong cuộc sống, người ta gọi hối lộ là tặng quà trên mức tình cảm. Tham ô là thất thoát, gây hậu quả nghiêm trọng. Bằng trí tưởng tượng của phần trẻ con từng có bên trong và những kinh nghiệm đã trải qua khi trưởng thành, người lớn có cả một cuốn từ điển đồng nghĩa cho những điều mập mờ họ muốn biến từ to thành nhỏ, từ nhỏ hóa thành hư không. Nhà tâm lý học chuyên về trị liệu cho trẻ em và giáo dục cha mẹ, Dr. Halim Ginot từng cho rằng cha mẹ hành động không phải là để tạo nên một ngôi nhà hoàn hảo, mà là để tạo nên một môi trường cho con cái có thể học hỏi và phát triển. Trẻ con lớn lên theo cách chúng thấy cha mẹ sống, nhìn họ ứng xử, nói chuyện, hành động. Chúng bắt chước và hành động theo. Nhưng đôi khi chúng còn đánh giá cả những hành động đó. Bốn đứa trẻ trong Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ rất hùng hổ mở ra một phiên tòa lên án cha mẹ. Ở đó chúng thay nhau đóng vai cha mẹ và con cái, diễn lại những cảnh sinh hoạt thường thấy trong một gia đình nhưng đã được đảo vị thế và thực hiện theo nguyên tắc trẻ con xử người lớn. Vậy là, quá khứ ba thằng hải cò say rượu về muộn, mẹ con Tún không quan tâm tới ý kiến của con mình lần lượt được tuôn trào trong sự ấm ức, đan xen niềm hân hoan của tụi nhỏ. Nếu chúng đi chơi về muộn sẽ bị phạt. Nếu nói khác đi lời của bố mẹ để bảo vệ suy nghĩ của mình hay không giữ lời hứa cũng bị phạt. Nhưng ai sẽ phạt người lớn khi họ sai? Có lẽ là không ai cả. Nếu có, chỉ có thể là tòa án lương tâm của chính họ. Trẻ con không thể phạt họ và điều đó gieo vào đầu họ cái ý nghĩ tai hại rằng khuyết điểm là đặc quyền của người lớn. Có khuyết điểm mới là con người, mà trẻ con cũng là những con người chân chính. Bậc phụ huynh dạy con giữ lời hứa, bảo ban chúng sống biết tha thứ, tôn trọng người khác. Nhưng bản thân họ cũng chưa từng làm tốt những điều đó, thì có thể dạy được ai và có ai chịu nghe lời họ. Trò truy tìm kho báu là người lớn vẽ đường cho trẻ con từ những câu chuyện cổ tích, thần tiên. Cũng là họ dạy chúng tri thức mới là kho báu lớn nhất của con người, nhưng nhiều người lớn lại không thực sự tìm kiếm và theo đuổi từ kho báu này. Họ lựa chọn chạy theo bằng cấp và những giá trị ngoài thân khác. Trẻ con không chỉ mặc định tiếp thu những lời chỉ bảo của người lớn, mà còn khôn lớn thêm qua những bài học tự mình rút ra từ hành động của người lớn. Một câu chuyện đáng tiếc được kể trong cuốn tự sự cho thấy rõ điều đáng suy ngẫm này. Trong vô số trò nghịch dại như nín thở dưới nước, chạy đua với mặt trăng, ba đứa bé còn có một trò rất đáng yêu và đáng quý, đó là dành hết tình yêu thương và tâm huyết xây một trang trại chó, cứu mang những chú chó hoang cơ nhỡ, rồi một ngày chúng nhận ra những con chó dần dần biến mất. Phần trẻ thơ thuần khiết với mong muốn ban đầu thật tốt đẹp đã chịu một cú đả kích thật lớn khi chúng phát hiện ra sự thật đáng buồn đến từ chính phụ huynh của chúng. Có lẽ khoảnh khắc nhìn thấy mâm thịt với lá mơ và củ giềng trên bàn nhậu của bố tí sún sẽ là giây phút lũ trẻ không bao giờ quên. Và thực sự nó đã trở thành bước ngoặt để chú bé 8 tuổi kiễng chân lên để tập làm người lớn, như cách tác giả đã ngậm ngùi chia sẻ trong cuốn sách. Trẻ con có thể nhìn thấy một thế giới rất đẹp khi mà chúng chưa bị chúng ta cho rằng thế giới kia chỉ là một phần của cái gương mờ ám. Thế giới của trẻ con thật ngay thẳng, trong sáng, nhưng khi sống chung trong một không gian gọi là trái đất với những người lớn sành sỏi khác, chúng sẽ không bao giờ biết khi nào là thời điểm chúng sẽ phải để lại thế giới tuổi thơ sắc màu tốt đẹp của mình lại phía sau, nhường chỗ cho một cuộc sống người lớn đang dần đến. Rõ ràng, bằng cách này hay cách khác, người lớn luôn phải là tấm gương sáng cho trẻ con soi rọi, quán chiếu để thấy và làm theo. Đặc biệt trong phạm trù đạo đức, cha mẹ càng cần là ngọn hải đăng cho con trẻ trông theo và làm điểm tựa. Như Nguyễn Nhật Ánh dùng cách so sánh trực quan thực tế thế này. Nhiều người lớn có khuynh hướng coi trọng sự ngay ngắn của quần áo hơn là sự ngay ngắn của tư cách, bởi quần áo lụm thuộm dễ dàng bị người khác phát hiện, còn sự lụm thuộm của tư cách là cái gì đó khó phát hiện hơn, và khi bị phát hiện thì lại có vô số lý do để bào chữa, và bào chữa bằng cách đánh tráo khái niệm là việc người lớn làm giỏi nhất. Kết lại bằng một lời khuyên chân thành từ tác giả. Để sống tốt hơn, chúng ta phải học cách làm trẻ con trước khi học làm người lớn. Cuốn sách Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ thực sự đáng đọc với tất cả người lớn chúng ta. Từ lối kể chân thật và những lời văn sâu sắc, cuốn sách dễ dàng nổi bật trong hàng trăm cuốn tiểu thuyết khác, tựa như một cuộc hành trình đáng nhớ,
có thể khiến người đọc nghiền ngẫm để nhớ về những kỷ niệm và cảm xúc của tuổi thơ, có thể khiến ta bật cười, cũng có lúc làm ta rưng rưng, gật gù. Cuốn sách không chỉ là một tấm vé thông hành về miền quá khứ bằng đường ký ức, mà còn giúp ta nhìn lại thời gian đã xa và tôn trọng những giá trị của tuổi thơ. Lớp bụi phủ trên tuổi thơ ta là lớp bụi kim cương, vô giá và đẹp đẽ. Đồng thời, sách mang lại những góc nhìn có thể ta bỏ lỡ, vô tình không nhận ra về cách làm người tốt, thấu hiểu con trẻ để trở thành cha mẹ đúng cách. Ngây thơ, hồn nhiên nhưng vẫn sâu sắc, chín chắn là hai thái cực đối lập, nhưng được Nguyễn Ngọc Ánh kết hợp thật hài hòa trong cuốn sách này. Và đó là nội dung của ngày hôm nay. Chúng mình mong rằng bạn đã có những phút giây thật ý nghĩa. Đừng quên like và subscribe để không bỏ lỡ những điều thú vị khác. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.